Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều 21 tháng 4, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong các cấp dưới cũ của ông Tuấn tại Bệnh viện Tim Hà Nội, bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu trưởng phòng Tài chính kế toán, nhận mức án 2 năm tù giam. Các bị cáo Đoàn Trọng Bình, cựu phó trưởng phòng Vật tư y tế, Nghiêm Tuấn Linh, cựu phó trưởng phòng Vật tư y tế và Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc bệnh viện cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Đức Đảng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga bị đề nghị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Phan Tuấn Đạt, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, phó giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát 2 năm tù treo. Bị cáo Phạm Huy Lập, giám đốc Công ty Hoàng Nga bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo. Phạm Kim Oanh, kế toán trưởng Công ty Hoàng Nga 2 năm tù. Trần Phú Hưng, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC Việt Nam 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Hồng Dũng, phó giám đốc Công ty Định giá AIC 2 năm tù. Nguyễn Trung Dũng, nhân viên Công ty Định giá AIC 3 tháng 8 ngày bằng thời hạn tạm giam trả tự do ngay tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ. Hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhà nước trong đấu thầu, mua sắm vật tư gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện, gây dư luận xấu. Do vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Tuấn là người có chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành về tim mạch, được đánh giá cao về chuyên môn và trình độ y học. Bản thân ông Tuấn là giáo sư tiến sĩ, thường xuyên giảng dạy, viết sách, từng là đại biểu Quốc hội, từng cứu sống nhiều người nên được nhân dân yêu quý. Hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn xảy ra trong khi ngành y tế khó khăn, khó mua vật tư vì thiếu sót pháp luật. Bị cáo do vậy nóng vội nên phạm tội nhưng đã nhận trách nhiệm, thành khẩn khai báo và đã tự nguyện nộp hơn 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả dù không phải bị đơn dân sự. Sai phạm của bị cáo về đấu thầu không liên quan ngành y nên có thể áp dụng hình phạt thấp để sớm trở về đóng góp cho đất nước và xã hội. Trước đó, khi hội đồng xét xử nghị án kéo dài 2 ngày và tuyên án sơ thẩm, ngày 17 và 18 tháng 4, phiên tòa đã thực hiện phần xét xử và tranh luận. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 4, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cùng các cấp dưới cũ bị dẫn giải tới phiên tòa xét xử sơ thẩm. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội xuất hiện tại phiên tòa khiến nhiều người chú ý bởi mái tóc bạc trắng và gầy hơn trước. Ông bị cáo buộc có vai trò chính trong việc tạo điều kiện cho hai công ty trúng thầu thiết bị y tế. Cấp dưới cũ của ông Tuấn, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu giám đốc bệnh viện thực hiện theo chỉ đạo, yêu cầu các công ty trúng thầu chi 2-5% cho bệnh viện. Ông Nguyễn Đức Đảng sau khi được tạo điều kiện đã biếu ông Nguyễn Quang Tuấn 10.000 USD cảm ơn vào dịp Tết Nguyên đán. Theo cáo buộc, các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền của nhà nước là gần 54 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cùng 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Trả lời trước hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn trình bày chủ trương gửi vật tư đã có trước khi ông về làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2020. Ông Tuấn cũng chỉ đạo cấp dưới cho doanh nghiệp gửi để bệnh viện có hàng hóa, thiết bị và điều trị. Tại tòa, ông Tuấn nói nguyên tắc chỉ đạo gửi vật tư của mình. Làm sao mua được hàng bằng hoặc thấp hơn giá trước mình đã mua vì những mặt hàng này là truyền thống, bệnh viện đã dùng nhiều năm. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội thừa nhận không có báo giá các mặt hàng, thiết bị và mua sắm chỉ dựa trên việc đối chiếu với năm trước và các bệnh viện khác, thấp hơn thì mua. Ông Tuấn cho rằng chỉ định thầu là sai nhưng không còn cách nào khác, đồng thời thừa nhận bản thân có trách nhiệm chính trong vụ án này. Bị cáo nói thêm, nếu lúc đó có so sánh với bảng giá thị trường sẽ không phát sinh sai phạm. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn khai được các công ty Hoàng Nga, Kim Hòa Phát tặng số quà Tết gồm 10.000 USD, một chai rượu, hộp xì gà trong các năm 2016-2017. Đến nay, ông đã nộp lại số tiền này và còn được vợ nộp thay 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, các doanh nghiệp trên còn tài trợ cho các hoạt động chung của Bệnh viện Tim Hà Nội, nhưng số tiền bao nhiêu thì bị cáo không nhớ. Cấp dưới của ông Tuấn, bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cũng thừa nhận sai phạm trong quá trình chỉ đạo đấu thầu từ thẩm định giá, lập hồ sơ và khẳng định cáo trạng truy tố tôi đúng. Theo cáo trạng,
Từ năm 2015, ông Tuấn với cương vị là người đứng đầu, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư. Từ đó, bệnh viện có vật tư sử dụng trước, sau đó ông Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức các thủ tục cho doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán. Do mối quan hệ quen biết từ trước, ông Tuấn đồng ý cho công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện. Giai đoạn năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng giá trị hơn 595 tỷ đồng. Trong đó, gói số 5 năm 2016 tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng, trị giá trên 247 tỷ đồng. Còn 4 gói năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng. Công ty Hoàng Nga sau đó tham gia và trúng 5 gói thầu các thiết bị như stent, thiết bị giúp đường đi của máu thông thoáng, dụng cụ thả dù đóng ống động mạch. Công ty Kim Hòa Phát trúng 4 gói thầu gồm 400 stent và một số vật tư khác. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch cho hai công ty trên, ông Tuấn cung cấp dưới đã lợi dụng quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Nhóm này có sai phạm được xác định từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá chủng loại đến việc ban hành chứng thư thẩm định giá. Đến đầu năm 2017, ông Tuấn và một số người tiếp tục hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu với 4 gói chỉ định thầu rút gọn. Các bị cáo sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, hàng đã sử dụng trước đó cho công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát. Ở gói thầu này, các bị can đã gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của ông Tuấn và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 53,6 tỷ đồng. Đổi lại, công ty Hoàng Nga hàng năm hỗ trợ 300 triệu đồng, công ty Kim Hòa Phát 60 triệu đồng. Bị can Tuấn và Nguyễn Đức Đảng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoàng Nga khai vào các dịp Tết âm lịch năm 2016-2017, Đảng đã biếu ông Tuấn 10.000 USD để cảm ơn đã tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga trúng thầu. Trong phần xét hỏi, bị cáo Đoàn Trọng Bình, cựu phó trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội khai tại tòa, giám đốc chỉ đạo thực hiện tất cả các danh mục của đấu thầu. Phòng chúng tôi phải báo cáo từ danh mục, số lượng, kết quả đấu thầu với giám đốc. Trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, bị cáo Bình không nhận bất cứ lợi ích vật chất nào từ công ty Kim Hòa Phát và Hoàng Nga. Cựu phó trưởng phòng vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội nói, tôi xin gửi lại tiền lương của mình trong 6 tháng là khoản tiền 300 triệu. Bị cáo Bình khai lương 20 triệu trên tháng để khắc phục hậu quả. Thực tế, tôi không nhận bất kỳ lợi ích vật chất gì trong vụ việc này. Bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội là người tiếp theo đứng lên bục khai báo. Bà Hưởng cũng thừa nhận ông Nguyễn Quang Tuấn là người chỉ đạo thúc đẩy trong quá trình diễn ra sai phạm. Bị cáo Hưởng nói tại tòa, giám đốc chỉ đạo làm mọi cách để đẩy nhanh tiến độ, giúp giám đốc và các phòng chức năng làm hồ sơ hợp thức quá trình mua sắm đối với các nhà cung cấp thiết bị đã ứng trước và cả sau này, công ty Kim Hòa Phát và Hoàng Nga. Đối với công ty thẩm định giá AIC, bà Hưởng cho rằng bị cáo có liên hệ với AIC vì công ty thẩm định giá AIC là công ty có uy tín. Trong 3 đơn vị thẩm định giá thì Bệnh viện Tim chọn một, đó là công ty thẩm định giá AIC do có năng lực tốt hơn. Dù nhận định công ty thẩm định giá AIC có năng lực tốt, nhưng chính bà Hưởng sau đó lại thừa nhận với tòa, nếu công ty thẩm định giá đúng với giá thị trường thì đã không xảy ra sự việc này. Trong phần tranh tụng, luật sư Bùi Đình Ứng, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ. Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn khi đó, trước hoàn cảnh bệnh nhân hết sức nguy kịch, đã có quyết định làm trái quy trình huy động trang thiết bị từ phòng mổ sang buồng bệnh để tiến hành phẫu thuật, cấp cứu bệnh nhân ngay trên giường cấp cứu. Đây cũng là một phần trong tâm thư mà một bệnh nhân được bác sĩ Tuấn cứu chữa gửi đến tòa nhằm xin giảm nhẹ tội cho cựu giám đốc bệnh viện. Được biết, đơn thư này đã được luật sư gửi tới hội đồng xét xử. Theo đó, ông Lương Minh Kỷ, 72 tuổi, trú tại Hải Dương, dùng chính phiếu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội bên mặt sau còn trống để viết đơn xin giảm nhẹ cho bác sĩ Tuấn. Ông Kỷ cho biết năm 2014 phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim. Sau 5 lần đặt stent, điều trị tốt nhồi máu cơ tim, ông Kỷ xuất hiện biến chứng vỡ tim, không có huyết áp, không có mạch. Ông Kỷ là bệnh nhân đầu tiên bị biến chứng vỡ tim được cứu sống bởi ông Tuấn Tim. Trong đơn, ông Kỷ kể lại câu chuyện được bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn cứu sống từ tay thần chết và tha thiết đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bác sĩ Tuấn để có cơ hội trở về xã hội phục vụ nhân dân. Cũng trong phần tranh tụng vào chiều 18 tháng 4, luật sư Bùi Đình Ứng nhất trí với tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân đã truy tố. Tuy nhiên, luật sư cho rằng
quan điểm luận tội và mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo Nguyễn Quang Tuấn từ 4 đến 5 năm tù là quá nặng, chưa phản ánh một cách khách quan hành vi phạm tội của bị cáo này. Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, không phải ngẫu nhiên bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho hai doanh nghiệp trên gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước, rồi hợp thức hồ sơ đấu thầu sau. Công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát là khách hàng truyền thống nhiều năm cung ứng vật tư cho bệnh viện. Trong đó, công ty Hoàng Nga cung cấp vật tư cho Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2009. Năm 2012, bị cáo Tuấn về làm giám đốc bệnh viện rồi tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp này. Theo đó, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn và các bị cáo tổ chức gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn là sai, nhưng việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như kiến thức pháp luật về lĩnh vực đấu thầu còn yếu kém hoặc do tính chất cấp bách cần có vật tư thiết bị để khám chữa bệnh trong khi kết quả đấu thầu tập trung của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa triển khai. Trong khi bệnh viện lại đang thiếu vật tư, hóa chất chữa bệnh rất trầm trọng, nên đơn vị đã liên tục báo cáo các cấp và đề nghị được mua sắm khẩn cấp với thời gian dự kiến, vật tư hóa chất được mua khoảng 2-3 tháng trên lần. Do đó, luật sư cho rằng các bị cáo có sai phạm do sức ép, nóng vội trước tình hình vật tư hóa chất chữa bệnh đã hết. Do đó, việc bệnh viện xin được mua sắm khẩn cấp theo hình thức chỉ định thầu rút gọn là cấp thiết là có thật. Theo luật sư Ứng, nếu mua vật tư nhiều mà người bệnh ít thì lãng phí tiền, nếu bệnh nhân nhiều mà mua ít thì lại thiếu. Tức là bệnh viện không thể chủ động, tính toán, dự liệu một cách tuyệt đối để mua sắm về vật tư chữa bệnh được. Luật sư nêu quan điểm, do đó khi mua ít mà bệnh nhân nhiều, trong khi thủ tục đấu thầu mua sắm phải theo trình tự, mất rất nhiều thời gian. Nhưng việc chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người bệnh là yêu cầu khẩn cấp, không thể chờ được. Theo quan điểm của luật sư, có thể lúc này bệnh viện biết mượn là không đúng. Nhưng với y đức của người thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là trên hết, nên họ vẫn chấp nhận làm sai và sẵn sàng chịu chấp nhận rủi ro về mình. Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và các bị cáo trong vụ án đều khai không có thỏa thuận ăn chia. Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã nhận trách nhiệm cao nhất vì là người đứng đầu bệnh viện, chủ tịch hội đồng mua sắm. Trong phần trình bày lời nói sau cùng vào chiều 18 tháng 4, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, các cán bộ dẫn giải, luật sư bảo chữa. Ông Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong vụ án, mong tòa có đánh giá nhân văn hơn để sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch. Lời xin lỗi đầu tiên ông Tuấn gửi tới cán bộ y tế của hai bệnh viện nơi ông từng công tác lâu năm là Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Bị cáo 56 tuổi trình bày và mong muốn các đồng nghiệp ngành y coi vụ án của ông là bài học vô cùng đau xót, tránh mắc phải. Ông Tuấn nói, tôi đã làm tổn thương đến họ, ảnh hưởng uy tín bệnh viện. Ông nhận thức được sai phạm, không có lời nào để bào chữa thêm. Chỉ mong hội đồng xét xử cân nhắc giảm án nhiều hơn cho 11 đồng phạm, đặc biệt là các bị cáo ở bệnh viện, có nhiều người đã lớn tuổi, có bệnh nặng. Những cán bộ này chỉ làm theo chỉ đạo của ông, không được hưởng lợi nhưng đã cố gắng khắc phục trong khả năng. Ông nói, họ là nhân viên dưới quyền, mắc sai lầm do sự lãnh đạo không đúng đắn của tôi. Họ đã thành khẩn nhận lỗi và đã khắc phục trong khả năng tối đa. Ông Tuấn từng là học sinh xuất sắc của Đại học Y Hà Nội, đủ điều kiện đi học nước ngoài nhưng tình nguyện tham gia chiến đấu ở biên giới. Xuất ngũ, ông tiếp tục học tập và trở thành bác sĩ tim mạch với trình độ được công nhận bởi nhiều tổ chức y tế tim mạch hàng đầu thế giới. Ông Tuấn kể, tôi đã đưa kỹ thuật can thiệp tim mạch vào Việt Nam, thành lập hơn 100 trung tâm can thiệp tim mạch, đào tạo và chuyển giao cho bác sĩ, giúp hàng chục ngàn bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Khi tôi về, Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện nhỏ, sau đó phát triển thành bệnh viện chuyên mổ tim, đủ 5 chuyên khoa hiện đại nhất Việt Nam, từ một bệnh viện thuộc Sở Y tế trở thành bệnh viện đầu ngành tim mạch. Trong đó, tôi có đóng góp cùng đồng nghiệp. Khi làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, tôi cùng đồng nghiệp làm công tác từ thiện, khám sàng lọc, phát hiện sớm cho hàng trăm ngàn người ở vùng sâu vùng xa. Trung bình mỗi năm, mổ cho 400 trẻ em tim bẩm sinh hoàn cảnh khó khăn. Quá trình chỉ đạo tuyến cho Hà Nội và 35 tỉnh thành đã góp phần nâng cao chất lượng can thiệp tim mạch, nhất là ở vùng sâu, để bệnh nhân không phải về trung tâm. Tôi có đóng góp đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú. Năm 2007, tôi được công nhận là giáo sư. Hiện tại, Bệnh viện Tim Hà Nội trở thành đơn vị đầu ngành tim cả nước, hoàn thiện nhất. Hàng nghìn bác sĩ chuyên ngành tim mạch Việt Nam giỏi về nghề được đào tạo, cống hiến. Hàng chục nghìn bệnh nhân được kịp thời can thiệp, cứu sống. Các bị cáo là cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội, trong lời nói sau cùng cũng ghi nhận sự đóng góp của ông Tuấn với sự phát triển của đơn vị.
Bị cáo Nghiêm Tuấn Linh, cựu phó phòng vật tư cho hay, bác sĩ Tuấn thổi hồn vào các cán bộ y tế, truyền tinh thần làm việc hăng say hết mình, tận hiến vì bệnh nhân. Bệnh viện Tim Hà Nội trước năm 2012 có cơ sở vật chất cơ bản, lượng bệnh nhân can thiệp tim mạch hàng năm chỉ khoảng 100, mỗi ngày phẫu thuật 3-4 ca. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của ông Tuấn, số ca mổ tim tăng gấp 4 lần mỗi ngày, bị cáo Nghiêm Tuấn Linh trình bày. Ông Tuấn thừa nhận vụ án là bài học lớn cho mình sau cả cuộc đời phấn đấu trong ngành y. Ông hy vọng sau này vẫn được cống hiến, nghiên cứu, đào tạo ra nhiều bác sĩ tim mạch giỏi nghề, tiếp tục cứu người. Từ đó, ông Tuấn mong tòa án có sự đánh giá nhân văn để ông sớm được trở về với gia đình. Cùng lời nói sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ sự hối hận, thừa nhận sai lầm và trình bày hoàn cảnh khó khăn, mong hội đồng xét xử xem xét. Bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, trong lời nói sau cùng nói rằng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Để xảy ra những sai sót, bị cáo thấy ăn năn hối cải nên mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về. Bị cáo Nguyễn Đức Đảng và bị cáo Phạm Thị Kim Oanh là vợ chồng, hội đồng xét xử xem xét hình phạt để sớm cho về chăm sóc ba con. Bị cáo Phan Huy Lập là cha của bị cáo Phạm Kim Oanh cũng mong hội đồng xét xử xem xét cho hai con mình. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 21 tháng 4. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!